Chiều 12 tháng 3, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tại rạp chiếu phim trong nhà sách. Nguyên nhân được xác định là do sự cố về điện. Có 12 khách đang xem phim và toàn bộ nhân viên của nhà sách được hướng dẫn thoát ra ngoài, không có thiệt hại về người. Trước đó thì vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày 11 tháng 3, tại nhà sách Bạch Đằng số 846-848 đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, xảy ra sự cố cháy. Điểm xuất phát cháy tại khu vực góc phòng chiếu phim số 1 thuộc khu rạp chiếu phim tầng 4 nhà sách Bạch Đằng. Sau khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng hướng dẫn cho 12 khách xem phim và nhân viên thoát ra ngoài an toàn. Báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đồng thời sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để chữa cháy. Do khu vực cháy là rạp chiếu phim, có nhiều chất cháy, bốn mặt được bao kín bởi các thiết bị cách âm và trang trí. Đây lại là tầng trên cùng của tòa nhà. Trên mái nhà được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Các lực lượng tham gia chữa cháy phải sử dụng các thiết bị bảo hộ để đỡ các vật dụng trong khu vực cháy, phun nước vào các tàn lửa để tránh đám cháy bùng phát trở lại. Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.